Xịn sò cỡ nào bắn ông nông dân này. Ui. Hello mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Minecraft Robot. Wow, nghe cái tên thôi đã thấy gọi là cực kỳ hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Ok, và nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like nhé. Và nếu mà các bạn á thích mình chơi cùng với Noob Team thì hãy phải để lại cho mình 5.000 like. Ít nhất là 5.000 like thì mình sẽ rủ các thành viên của Noob Team chơi cùng. Còn nếu không đủ 5.000 like thì thôi, đành mình sẽ chấp nhận cô đơn chơi cái series này một mình vậy. Ok các bạn ơi, thì trong tập lần trước mình có chế được cái vũ khí VIP này, đấy, quặng VIP này, các thứ này. Rồi, và trong tập này thì mình nghĩ là mình sẽ lộn, sao lại là cái này. Đây, trong tập này á thì mình nghĩ là mình sẽ phải là đi xuống tìm mà gọi là làm full một bộ đồ công nghệ đi. Đó, bộ đồ công nghệ thôi, từ từ. Tí nữa mình làm xong mình sẽ mặc vào cho mọi người xem nhá. Ơ, con nhện hư đố này, nhện mất dạy này. Đang đứng im như thế mà tự nhiên nó quay nó cắn mình một nhát được. Rõ ràng mình không làm gì nó. Mà rõ ràng là ban ngày nhá. Ban ngày thì đáng nhẽ ra nhện phải không cắn đúng không? Thì tự nhiên nó lại quay cho nó đớp mình phát. Thế là mình hỏng. Thế là mình lại phải xử đẹp nó. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi xuống cái chỗ gọi là quặng công nghệ ấy nhá. Đó, và xuống được cái chỗ này à. Đó, đi đứng đây mình farm một lúc. Đây này. Đó, thịt thối giữa. À, mình sẽ cần đến thịt thối giữa nhá. Có táo vàng à. Ui. Cất bớt cái gì vào đây đi. Ui, một phát ra hai con luôn, ba con luôn. Ui, sao chui ra lắm thế. Đâu xem mình có mấy quả. Ui, 6 cái rồi. 6 cái đủ biến rồi mọi người. Thôi, đi thôi mọi người. Không có phải chần chừ đây nữa. Để tí nữa nó ra nó thịt mình đấy. Mình là chỉ được thịt nó thôi, chứ không thể nào mà để nó thịt mình được. Đó. Còn bây giờ thì mình đặt tạm cái bàn chế tạo ra. Đặt bàn chế tạo mà không phải đặt đuốc. Đây, và mình sẽ làm một cái bộ đồ bằng quặng công nghệ đấy. Bạn ấy có nhìn thấy vệt màu xanh không? Đấy là dấu hiệu của robot đấy. Đây, mình sẽ vứt tạm ra nhá. Tiếp theo là cái áo này, như này đó. Và cái giày. Cái giày này. Cuối cùng là cái quần à. Cái quần là nó như thế này. Và như thế này à. Đúng rồi. Ui. Con robot đâu ra đây? Có ai nghe tiếng robot bắn không? Giờ mình xem xét đây, vứt cái dùi dìu kim cương đi. Đấy, đi đào kim cương cho cố rồi, xong rồi phát lại thành ra vứt. Phí phạm cực kỳ luôn đấy. Đào, vứt cái giày đi này. Vứt cái áo đi. Ồ, tiếc thế nhở. Mà thôi kệ đi, đằng nào cái đồ này nó sẽ VIP hơn đấy. VIP hơn là đồ kim cương. Mình tiếc thì mình cũng kệ thôi. Đó, bạn thấy chưa? Như này, full một bộ này. Cái này được 25 giáp nhá, còn bộ đồ kim cương chỉ được 20 giáp thôi. Đây, để mà tiết kiệm thì mình sẽ đập cái này đi. Mình cất mất dìu ở đâu đó rồi. Rồi. Mình cần nhặt bàn chế tạo mà. Ui, dương này cực kỳ là gọi là chật chội rồi luôn đấy. Nào, mình có đủ kệ sách rồi nào. Đủ các thứ để làm mà. Bàn làm bàn lò farm chưa nhỉ? Hình như đủ rồi. Thế mà bằng lâu cứ để cái dương chật chội quá à. Ấy, thiếu một xương à? Không sao, xương thì mình có liền mọi người. Xương mình sẽ gọi là đi lấy ở cái chỗ nào nhỉ? Lấy ở trên này. Trên này gọi là cái gì nhỉ? Trên này gọi là cái chỗ quặng tách của mình. Đó, mình sẽ đi vào đây. Đó, mình nhớ là mình có để xương đây. Đấy. À, còn này. Con này chết liền. Đó. Trời. Đó, phải đi hết sức là cẩn thận nhá. Đây, có một cái lò farm cho mình rồi đó. Đó, có một lò farm rồi. Nhưng mình đang thiếu dây farm. Thiếu dây farm thì mình cần phải có cái gọi là
kim cương nữa. Đó, cho nên tập hôm nay mình sẽ cố gắng đi làm chế lấy một cái súng nhá. Chế là cái lò farm này, farm thật nhiều creeper để lấy thuốc súng. Thuốc súng thì mới phát này mình chế súng được. Đâu để mình xem. Đây là tầng thứ 18 à. Ok, mình sẽ xuống đến tầng thứ gọi là tầng thứ 7, à tầng thứ 11. Ui. Đúng là đồ công nghệ khác, đào nhanh như cái máy luôn. Ê, đấy, bạn thấy nhanh không? Wow, đây là cái quặng gì này? Quặng này tập trước mình đào được quá trời nhưng mình toàn vứt thế à. Đây. Ơ, hình như không dụng. Ngoài nó không dụng à. Thử đào kiểu này thế nào. Thử đào kiểu này thế nào. Ơ, đào kiểu này nó lại dụng này. Vô lý thật sự. Dưới này cũng có này. Thôi, kệ đi nhá. Thấy kim cương này ngon. Thấy kim cương này nhá. Thấy kim cương này mình sẽ để dùng làm lò farm mọi người. Đó. Mà kim cương này mình bị gọi là chật dương nên là không thể nào mà nhặt được kim cương. Thế nên mình láo. Đây, sẽ đào nốt sắt này đi. Sắt để làm cái cây búa hammer to. Ui giời ơi, còn không có đủ cả chỗ trống nhặt kim cương nữa đây. Đâu, để xem vứt cái gì, vứt gỗ đi. Vứt gỗ để nhặt kim cương nhá. Ô, hai quặng này khác nhau à? Trời ạ. Thề luôn, cái đống đồ của mình có luôn luôn là một vấn đề cần phải giải quyết. Đây, mình có kim cương này. Vàng à, vàng chắc không cần đâu. Tới thì mình sẽ đi ăn trộm tổ rồng nhá. Đó, và bây giờ thì để xem nào. Mình có kim cương rồi, bây giờ mình sẽ phải chế lấy cái dây buộc. Đó. Mình sẽ chế lấy cái dây buộc và bắt cái con creeper vào nhá. Đây, mình có đủ vật liệu rồi, mình phải đặt cái bàn chế tạo ra đã. Mình sẽ biến về chỗ tech này. Đó, và lấy cái dây farm. Rồi, lấy một dây thôi. Còn dây này thì có lấy nữa không nhỉ? Ừ, lấy thêm một dây nữa nhưng mà hết bắt đấy rồi. Cho nên mình sẽ vứt. Bây giờ mình thiếu ngọc lưu ly à. Ủa, đào bắn lâu mà không thấy ngọc lưu ly à. Bữa trước mình thấy quá trời luôn nhưng mà mình lại vứt. Thế mình là vấn đề xảy ra thật là to lớn. Đó, nhưng mà mỗi tội đi về làm nó hơi bị đau chân một tí. Đó, và mình sẽ tạm thời sinh sống ở chỗ làng này nhá. Xem dưới này có cái rương nào không? Bình thường mình thấy ở dưới đáy giếng hay có rương á. Đó. Xem vào tạm cái làng này để mình nung đống quặng này nhá. Quặng tiếp này. Nhưng mà vấn đề không có than mọi người. À, không cần thiết cho lắm. Than thì cứ để từ từ đã nhá. Ờ, để mình nghĩ nào. Đây mình sẽ phải chế cái súng. Súng nào nhỉ? Từ mình tìm lại đây, súng này nhá. Súng này thì bây giờ mình sẽ cần đá lửa này, gỗ này, sắt này. Ok, hai viên đá lửa. Mình chỉ cần hai viên đá lửa và sắt thôi. Đó, và đây mình đi đến đào sỏi. Đào sỏi là ra đá lửa liền. Ui, kia một con quái vật ngoài hành tinh kìa. Nhưng mà đồ của quái vật ngoài hành tinh nó sẽ cùi hơn là đồ của robot. Ok, mình sẽ cần hai viên đá lửa. Ui, nhân phẩm chưa? Dụng ngay ra một viên rồi. Đây, được hai viên rồi mọi người. Đó, vứt sỏi đi. Bây giờ là đi về nhà chế lấy một cái gọi là... À, mình cần gỗ nữa, mình cần chặt ba cái khúc gỗ nữa. Chặt bằng kiếm cho máu cho nó oách chứ mọi người. Bây giờ mình kiếm mình gọi ui nhưng mà nó giảm độ bền kinh khủng chưa? Thôi chặt bằng bánh mì mọi người ạ. Đó, các bạn nhớ like mình nhá. Không like là buồn lắm à nhá. Không like là buồn đến nỗi không thèm ra video luôn. Ơ, nhà mình vừa mới đi thuê ở đâu nhỉ? Ở đây. Nhà thuê chỗ này. Đâu? Ơ, ở đây. Vẫn phải lên một tầng nữa mới có bàn chế tạo. Đấy. À, và bây giờ thì chế tạo cái này thì khá là đơn giản. Mình cần sắt thôi. Một cái báng này. Một cái ống súng này. Một cái là máy móc công cụ. Một cái nữa là
Ai chết, mình quên còn thiếu đạn này. Đấy, mình cần nung mấy quặng này ra này. Ligot. Thiếu quặng này nhá. Nếu mà mình chế súng này nó chỉ là nó chỉ ra cái súng gọi là súng đẻo thôi. À, thiếu cái gì nữa không ta? Thiếu bật lửa. Đúng rồi. Thiếu bật lửa. Ở bên mình đã có một cái cây súng. Đó, cây súng này và bây giờ mình đã thiếu đạn nhá. Thiếu đạn. Bây giờ để mà bắn được đạn này thì mình sẽ phải đi chế đạn này. Copper nugget và li ingot. Cần hai loại quặng này nữa thì mình có thể chế được đạn và bắn súng. Và mấy cái súng này ấy, thì mình mấy cái gọi là mấy cái đạn này ấy, thì mình sẽ phải là thì nó sẽ là gọi là chế được tất cả các loại đạn cho những cái súng lần sau nhé. Nó có thể dùng được tất cả để cho những cái súng lần sau để bắn. Gọi là đạn này gọi là đạn chung ấy, không phân biệt đạn 6 ly với đạn mấy ly các thứ đâu. Ok, mượn tạm đi. Mượn tạm mấy cái khúc gỗ của mấy ông này. Mang về nung ít quặng này ra đã. Quặng nào nhỉ? Đây. Quặng này. Đó. Cho nung này. Nung quặng này cần một ấy, quặng này không nung được. Lạ nhờ, hay phải nung bằng than ta. Đây. Nung sắt này. Nung này. À, mình xem cần cái quặng gì đấy nhỉ? Đây à, quặng copper. Copper ingot đây rồi. Mình sẽ tách cái này ra thành quặng hạt copper ingot. Và bây giờ mình sẽ cần LEAD để xem mình có không nhá. Hình như là không có rồi. Optimum tin không có. Bây giờ mình phải lại đi xuống mai mình đi kiếm rồi. Đấy. Khổ thế đấy mọi người ạ. Đâu cái mai này nào. Xem cái mai này đi có gãy chân không à. Bùm. Ui. Rồi, điêu luyện. Đâu để xem cái quặng copper ingot á. Xem nó hiếm đến cỡ nào. Được, sẽ đào bằng cái này. Đấy, đào nhanh cực kỳ luôn. Đào như cái máy luôn. Máy điện. Như một con trâu điên. Ok các bạn ơi. Sau 1000 năm tìm kiếm thì cuối cùng mình đã tìm thấy cái quặng gọi là quặng LIN đâu nhỉ? Đây, quặng lên gì đó. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về nhà và chế tạo cái gọi là thuốc súng. Ui. Lúc nào về nhà cũng là một pha gãy cả chân luôn. Ừ, vào đây và trước khi cho nó vào nung thì mình sẽ bỏ nó vào gọi là quặng tin à. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ bỏ nó vào nung đi. Đó. Đâu rồi? Mình không nhặt miếng sắt nào à? Sợ thật. Uranium. Ấy. Đây mà. Quặng copper này. Đó. Copper. Rồi, mình sẽ ok, rồi bây giờ đi ngủ đấy nhá. Tranh thủ thời gian thì đi ngủ một cái. Như này. Ngủ giữa cửa luôn. Rồi. Sau đó mình sẽ chế luôn gọi là thiếu cái gọi là thuốc súng mọi người. Thiếu thuốc súng. Mình sẽ bỏ bớt đồ ở nhà nhá. Đấy, đồ nhà mình rất là nhiều luôn. Mình sẽ phải nhớ cái nhà này, không đến lúc đi nhầm lạc đường phát là thôi. Chúng ta sẽ mất luôn cái nhà. Cất táo vàng, cất cái này. Đó. Cất cái này đi. Đó. Quên mất là mình còn chưa nung quặng gọi là cái quặng này gọi là quặng lên đi, mình sẽ gọi nó quặng lên. Đó, mình sẽ cho nung quặng lên ra. Còn bây giờ mình sẽ phải đi kiếm một con creeper đấy nhá. Bắt con creeper vào. Sau đó chúng ta mới có được thuốc súng. Vì là cái lò farm của chúng ta còn là cái lò farm sơ khai. Có một cái quặng gì lạ vậy? Úp. Quặng gì lạ vậy? Hay nhở? Tự nhiên là có một mỏ sắt lộ thiên vậy.
Hay nhờ, thêm bằng lâu mình không biết, mình cứ đi đào đâu đâu này. Ồ, vì là chưa biết kiểu cái quặng gì cho mình cứ lấy về nhá. Wow, nó nghe giống như kiểu tiếng slam ấy. Đào, sẽ đi tìm lấy một con creeper, nhưng mà cái giờ này thì lấy đâu ra creeper sinh sôi nảy nở đây nhỉ? Này, khó thật sự. Thôi, phải đi tìm lấy một con creeper. Creeper máy cũng được. Thề luôn chứ bạn ơi, mình đi gọi là từ 1.000 năm trước, đi 1.000 cây số, 10.000 cây số rồi. Ra đến tận sa mạc rồi mà vẫn chưa tìm con creeper nào để bắt vào. Đây, cái này vẫn trống không đây. Khó thật sự luôn ấy. Lúc mà không cần tìm đến ấy thì creeper nó cứ tự tìm đến mình. Còn lúc cần đến bọn creeper thì lại chẳng thấy con ma nào chạy ra chỗ mình cả. Hy vọng là gọi là sa mạc hay bọn cảnh sát này nó giết hết rồi nhở. Cảnh sát này cũng chỉ là nông dân mà, nhưng mà sao lại đứng tụ tập thành gọi là bầy đàn ấy. Bầy đàn cảnh sát mọi người. Tôi thấy cái gì đó nha. Để xem bên trong có gì không ha. Từ từ á. Cứ phải bình tõm. Trong có rôm à? Bên trong có mấy con rôm này. Rôm dụng ra thuốc súng. Hình như đây có lồng spam sao ấy. Đây có thuốc súng này. Đây có mấy cái này để chế gọi là ngon nhỉ. Mấy cái này gọi là để chúng ta chúng ta chế cái gọi là thuốc gì nhỉ? Chúng ta chế gọi là chế đồ đạc gì đó. Thế này sao mà mình tưởng là bằng sắt thép gì mà sao mà nó dễ vỡ vậy? Đâu, xem lên trên này có gì không? Không có gì. Chắc là đi thăm chỗ khác thôi. Mình vào đấy vô tình lấy được có 8 thuốc súng và 2 cái bánh răng cưa này. Xem đây chúng ta có gì cho chúng ta không? Ngoài sa mạc này cũng chẳng có gì à. Đều hết nhở? Toàn đồ đều không à. Thế giới Minecraft robot này đi chỉ mỏi chân thôi. Bao giờ chúng ta chế được con gọi là con robot khủng long kìa. Nó cho chúng ta cưỡi thì thôi rồi, phi như ngựa luôn, phi như điên luôn. Trời đất quỷ thần đây. Cuối cùng thì đi gọi là 100.000 cây số thì cũng đã gặp lấy một con creeper này rồi. Trời ơi, gọi là mừng rớt nước mắt luôn ấy. Đây, bắt lấy con thủ lĩnh bầy đàn. Đó, bắt lấy con thủ lĩnh bầy đàn. Sau đó là giết con này đi. Con này nó cũng đánh mình nhưng mà đánh không đau lắm. Tại vì mình có gọi là giáp của cái gì nhỉ? Từ mình thử đặt ra đây để farm luôn xem nó có dụng ra cái gì không. Không farm được creeper máy mọi người ạ. Chúng ta phải bắt buộc phải farm creeper thường thôi, còn creeper máy là nó không cho chúng ta farm. Khó chịu thật sự. Ui, con điên này. Ui, nguy cơ rồi luôn. Ấy, đừng chết anh ơi. Rõ mình lưu điểm hồi sinh ở nhà rồi mà ta. Chết đi. Đây, thả con này ra. Ui, nó vẫn kịp bắn mình phát kìa. Khó thật. Thứ mình cần bây giờ là một con creeper thường để chúng ta có thể farm mấy thuốc súng. Mình chợt nhớ là con rôm lúc nãy mình có thể farm được cái thuốc súng ấy. Nó rớt ra thuốc súng mà. Cho nên mình có thể thay thế con creeper bằng con rôm. Nó vừa dụng ra sắt lại còn vừa dụng ra cả thuốc súng nữa. Thế mà không nghĩ ra nhỉ. Thằng này bị mày chết này. Có con rôm này, ngon. Đâu mình bắt. Ui rồi ôi.
Ây à, ây à. Mình sẽ bắt lấy con này nhá. Đó. Và thả. Ồ, trong này có lồng spawn rồi. Trong này có lồng spawn rồi. Đây cái con làm ruộng này chắc chắn là sẽ dụng ra. Ồ, con này cũng dụng ra thuốc súng này. Như mấy con này đều dụng ra thuốc súng hết. Ngon nha. Được chỗ farm này ngon rồi. Để xem mình đặt vào lò farm nó có dụng ra không nhá. Ồ, con này cũng không farm được. Bắt buộc lại phải creeper thường rồi. Ây, khó thật sự. Ui, dụng ra cả sắt luôn này. Thề luôn, mình đi tìm creeper thường từ nãy giờ mình chưa có tìm được luôn ấy. À mà thôi, bây giờ thì mình về nhà nữa mọi người. Đó, đi về nhà nữa nhá. Đi về làng. Ấy sao? Mỗi lần về làng là một lần lại què chân. Hình như mấy quặng tin ingot của mình đã nung xong rồi. Quặng tin ingot này, quặng sắt này, quặng đây, quặng này gọi là quặng gì đây? Quặng copper ingot, quặng lead ingot, rồi xong. Tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ mình chỉ việc lên chế lấy cái gọi là thuốc súng. À, chế viên đạn chứ, nhầm. Chế lấy viên đạn này. Đây có quặng lên này. Có quặng quặng này mình sẽ tách ra thành cái đây. Đó, và mình sẽ chế lấy cái này. Đây, chế nhiều một tí nhá. Chúng cho sau này đỡ phải chế nhiều. Đó, và chế lấy 24 viên đạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ có khẩu súng này. Đó. Ngon ngọt thịt liền. Từ cứ phải đi ngủ giấc đã nhá. Sau đó sáng mai thích làm gì cũng được. Ui, đi cả ngày giờ chỉ để chế một khẩu súng này. Sợ thật. Trong này nó hiếm đồ thật sự luôn ấy. Đâu, để lấy khẩu súng này đi bắn xem là nó xịn. Xịn sò cỡ nào bắn ông nông dân này. Ui. Ôi, cháu xin lỗi nhá. Cháu xin lỗi bác nông dân nhá. Cháu không nghĩ là bác lại chết nhanh như thế. Nhưng mà khẩu súng này nhanh hết đạn. Nhanh hết đạn lắm. Cho nên mình phải cứ nạp đạn cho nó liên tục ấy. Đây, cho khẩu súng vào và cho. À, mỗi lần nạp đạn mình chỉ mất một viên đạn thôi. Và mình có thể bắn được rất là nhiều nhá. Đâu, bây giờ mình sẽ thử đi tìm quái vật bắn này nào. Đó, mình sẽ phải chế súng từ thấp lên cao nhá. Chứ không thể nào mà chế gọi là quái vật cao ngay lần. À, không thể nào mà chế súng cao được ngay lập tức. Đó. Lại một con nhện nữa tìm là đường chết à. Mà bắn nhện mãi cũng chán à. Đâu, mình sẽ đi về cái chỗ lúc nãy chết để xem có con gì bắn nhau. Quái vật nó chỉ có bằng này thôi à. Một phát. Phùm phùm. Ồ. Phùm phùm phùm. À, nó có thể tự thay đạn được này, hay nhá. Ui à, bắn mù mắt. Ui à. Ui à. Ui giời ơi, giời ơi. Ok các bạn ơi, clip ngày hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây thôi nhá. Còn nếu mà bạn yêu thích clip này thì hãy để lại cho mình một like. Nếu mà ít like quá thì mình sẽ không ra clip của Minecraft Robot nữa đâu. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để xem những tập mới nhất của mình nhá. Và bật chuông thông báo nữa nhá mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.